Biệt thự check-in, ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy, 19 tháng 8 năm 2021. Những hình ảnh mọi người đang xem là một khung cảnh bình yên tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và chúng ta sẽ khám phá về cuộc sống của bà con nơi đây trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Họ đã làm gì ở phần cuối của video này. Và sau đây là tình hình Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay, 19 tháng 8, mà Miệt Thứ đã cập nhật được. Theo Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h30 ngày 18 tháng 8 đến 19h ngày 19 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận, Việt Nam chúng ta có 10.654 ca Covid-19 mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày hôm nay thì 5.000 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng tỉnh Kiên Giang ghi nhận 17 ca mắc mới. Và theo dữ liệu từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, từ 8 giờ ngày 18 tháng 8 đến 8 giờ ngày 19 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 mới tại 3 địa phương và 1 đơn vị. Tổng số ca mắc trong toàn tỉnh tính từ ngày 21 tháng 6 đến 8 giờ ngày 19 tháng 8 là 745 ca. Cụ thể, tại thành phố Rạch Giá ghi nhận 8 ca dương tính mới là các trường hợp tại khu phong tỏa, trong đó 4 ca tại hẻm 348-99 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc và 4 ca tại 358 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên 257 ca. Tại huyện Châu Thành ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp sàng lọc cộng đồng lần 2 tại ấp Tân Hưng, xã Dục Tượng, là bệnh nhân 94 tuổi bị tai biến nằm tại chỗ, nâng tổng số ca mắc của huyện Châu Thành đến ngày hôm nay là 120 ca. Trong ngày hôm nay, huyện Dồng Riền ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới là các trường hợp đang cách ly tập trung tại khu cách ly trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh, xã Long Thành, nâng tổng số ca mắc của huyện Dồng Riền lên 96 ca. Và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang ghi nhận 1 ca dương tính mới là bệnh nhân khoa nội tiêu hóa nằm điều trị từ ngày 11 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7, nâng tổng số ca mắc của bệnh viện lên 40 ca. Tính đến sáng ngày 19 tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận 851 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 106 ca nhập cảnh và 745 ca nhiễm trong tỉnh, đã điều trị khỏi 376 trường hợp, có 6 trường hợp tử vong. Hiện tại cách ly tập trung trên 1.300 trường hợp, cách ly tại nhà nơi lưu trú trên 3.400 trường hợp. Và cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ lực lượng lấy mẫu của tỉnh đã tập trung cho 7 phường trọng điểm tại thành phố Rạch Giá, gồm phường Vĩnh Lợi, Rạch Sỏi, An Bình, An Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Bảo. Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 8, thành phố Rạch Giá đã lấy được hơn 52.100 mẫu, trong đó các phường có nguy cơ cao như phường Vĩnh Lợi đạt trên 48%, Vĩnh Lạc đạt trên 34% và phường Rạch Sỏi đạt trên 49%. Và theo đánh giá của Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá, qua một ngày tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại 12 trên 12 phường xã trên địa bàn thành phố, hầu hết người dân đều hợp tác. Và đây là hình ảnh được bà con chia sẻ rộng rãi nhất trên mạng xã hội ngày hôm nay. Một video ghi lại khoảnh khắc và cảm xúc của bà cụ lần đầu buộc phải lấy mẫu sàng lọc virus SARS-CoV-2 đã mang đến cho mọi người nhiều tiếng cười sảng khoái và thú vị. Trong sáng ngày hôm nay, thành phố Phú Quốc đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021 cho các nhóm đối tượng ưu tiên và người mắc bệnh nền từ 65 tuổi trở lên. Việc tiêm vaccine được tổ chức từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 cho hơn 30.000 người dân tại các xã phường trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Tại thành phố Hà Tiên, sáng ngày hôm nay, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên đã tổ chức tiêm vaccine toàn dân phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 với mục tiêu là phòng chống dịch chủ động cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.
Tại huyện An Minh, Trung tâm Y tế huyện cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 cho đối tượng mắc bệnh mãn tính và trên 65 tuổi với 871 người tiêm vaccine Moderna và 90 liều Pfizer. Các đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt 1 là 1.387 người tiêm vaccine AstraZeneca tại Trung tâm Y tế huyện An Minh và 10 trạm y tế xã. Và hình ảnh mọi người đang xem đã được Mỹ Thứ ghi nhận tại huyện Bình Thuận vào sáng ngày hôm nay. Đêm ngày 18 tháng 8 năm 2021, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm thiệt hại về người và tài sản của bà con trên địa bàn huyện Bình Thuận. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Bình Thuận đã cho biết, tổng số nhà bị thiệt hại trên địa bàn huyện là 38 căn nhà và một người bị thương. Cụ thể, một người bị thương nằm trên địa bàn xã Vĩnh Bình Bắc. Đã sập 7 căn nhà gồm các xã Vĩnh Bình Bắc 5 căn, Vĩnh Bình Nam 1 căn và Vĩnh Phong 1 căn. 31 căn nhà bị tốc mái bao gồm Vĩnh Bình Bắc 8 căn, Vĩnh Bình Nam 1 căn, Bình Minh 10 căn, thị trấn Bình Thuận 9 căn và xã Vĩnh Phong 3 căn. Cũng trong ngày hôm nay, theo thông tin Miệt Thứ cập nhật được, một căn nhà do chập điện đã dẫn đến cháy hoàn toàn tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Nó mùa dịch mùa hoàn cảnh nó khó khăn đó, tàu tôi hai đứa con kiểu này nè, chút xíu là kinh sách ấp làng đồ hỗ trợ cô biết rồi. Có cần kinh không? Và ở phần cuối của video ngày hôm nay, Miệt Thứ mời bà con cùng du lịch qua màn ảnh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những video do anh Trà Hậu, một người con của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ về cuộc sống của bà con nơi đây trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Dạ con rồi. Bye bye. Rồi. Mày sớm tao ca mà mày ở dưới mày cũng ca, chiều tao đưa video cho mày nghe.
chỗ nghèo, mưa ra không có chỗ nào mà còn khô ráo cho đỡ hết á, dẫn chung với sàn bư hàng cũng rẻ. Bởi vì nó nói là ngăn Bắc Kinh vừa bạc cậu Bắc Kinh da bằng, nuôi một con chó mình có nghe thôi lùng qua bên đó mua mắm mua thịt làm một đó. Giây phút này là ok với người nông dân thôi nè. Nuôi không cần phải ao bạc đầu tư gì nhiều, sơ sơ chảy bằng mành vừa. Đồng mình tháng nữa chứ có cắt xong cái gì tháng nữa, bữa nay của mình hai tháng chưa ta, đồng mình hai tháng chưa? Bữa rồi còn nhớ là ông mới xả 1 4 1 5 gì chưa? Năm tuần mới thì chưa? Em cứ chờ gió. Ngu phủ. Ồ, chỉ mưa nữa à.